À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tiềm lực Attila. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái faction mới. Đúng theo như yêu cầu của anh em, đó là chúng ta sẽ chơi các cái tộc của người Đức, đó là các cái tộc man người Đức này. Đây là một trong những cái phe phái mà mình thích đích, Germanic đây này. Chúng ta sẽ, hôm nay thì mình sẽ, ở cái tộc người Đức thì nó có khá nhiều faction các bạn lựa chọn. Đó là Longba, Burundi, Saxon, Alaman và Phanh. Nhưng mà mỗi một phe nó có một cái đặc điểm riêng, nhưng mà mình rất thích cái phe này này. Phe này thì thực sự quân của nó rất là nghèo nàn, nhưng mà cái đơn vị của lính của nó là lính thần Godan. Bộ tộc Fury này nhỏ bé này, chống lại người Vandal này. Chúa Godan đã tuyên bố ông sẽ chiến thắng này. Khi nhìn thấy, thực ra cái này thì bạn nhìn nhá, đặc điểm của nó này, tỷ lệ chuyển đổi công trình trừ 50%, người giải phóng tăng gấp đôi số quân khi đánh bại đội quân trong trận chiến. Đây là một cái điểm rất mạnh của phe này, nghĩa là nó hồi quân rất nhanh. Đấy, sau mỗi trận chiến cái độ hồi quân của nó rất nhanh. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tăng tinh thần chiến đấu khi chiến đấu với các cái tôn giáo khác, chẳng hạn như nó đánh cho phe La Mã, phe Hung Nô hay là phe Sassanid chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ rất là mạnh khi nó được tăng boost tinh thần chiến đấu lên. Đấy. Và mình rất thích mấy anh này, đơn giản bởi vì các anh ấy là dâu dài. Thôi nói qua một chút thôi. Khi nào vào chiến dịch mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái faction này với các bạn. Thực ra cái nhóm để mà chơi cân bằng nhất thì các bạn thể chơi Phanh hoặc là Saxon. Đấy là những đơn vị quân mà nó khá tương đối hoàn chỉnh và nó có khá nhiều các đơn vị binh chủng có thể nói là cân bằng. Nếu trong nhóm các cái nước Đức này, còn Long Be này thì mấy anh dâu dài này thì chỉ giỏi đánh cận chiến thôi. Nói chung đánh cận chiến, còn khá tầm xa thì cực kỳ tệ. Nhưng mà chúng ta sẽ phải cân đối xem chúng ta sẽ sử dụng quân như thế nào và cho các bạn thấy sức mạnh của những chiến binh Germanic. Nhưng mà bắt đầu thì chúng ta chưa có đâu, phải về sau chúng ta mới có những binh chủng hiện đại như vậy. Và chúng ta sẽ xem một chút cái bộ phim giới thiệu về The air was filled with smoke and blood. Không khí tràn ngập máu và lửa. Rome đã suy yếu. Các bộ lạc thì càng mạnh và đông hơn. Đúng rồi. Họ đã cắm rễ sâu vào cả những máu ngập tràn trong đất. Pounding through the land. But their borders were threatened, for a great storm raged in the east. Họ đã bị đe dọa bởi một trận cuồng phong từ phía đông. One by one, the tribes scattered. Từng người trong bộ lạc tan rã, những hạt giống tung bay trước gió. And behold, a red horse. Và kìa một con ngựa màu đỏ, quyền được sinh ra cho người nào xứng đáng để giành lấy hòa bình thế giới. From the earth. The blood of their kin would be avenged. Đòi lại, sẽ được đòi lại hay hơn nhỉ? La Mã. Great hunters. They tempered their blades in Roman blood. And saw their once mighty walls reduced to dust. Nếu các bạn chơi các tộc Đức thì phần lớn là nó sẽ có đội lính dìu rất mạnh. Nhưng ở trong này thì có lẽ chỉ giai đoạn đầu mình sẽ sử dụng lính dìu thôi. Còn về sau mình sẽ sử dụng một đơn vị lính khác, một đơn vị lính có thể nói là huyền thoại của Longoban. Đó là lính những đệ tử. Và thôi, chúng ta cũng không cần nghe phần giới thiệu về ông này đâu. Để mình giới thiệu qua cho các bạn biết về cái tộc này nhá. Cái tộc này bắt nguồn từ Bắc Âu ở cái vùng ở phía trên này này. Sau đó thì dưới sự lãnh đạo của hai anh em nhà Ivor và Y gì đó, tên tiếng Anh thì mình cũng không nhớ, đã lãnh đạo cái tộc này di chuyển xuống phía nam này và hình thành lên họ, vì là họ ở phương Bắc nên họ cũng thờ thần Odin. Nhưng mà theo cách gọi của họ thì họ là gọi thần đó là Godan.
Nó chỉ là tên khác của thần Odin. Còn các bạn muốn biết thần Odin là ai thì các bạn có thể lên Wikimedia tra. Thần Odin nó là vị thần tối cao của thần thoại Bắc Âu. Ông ấy là thần chiến tranh. Và nghe cái việc mà thờ thần chiến tranh thì các bạn biết là họ như nào rồi đấy. Thần Odin đã ban sức mạnh cho họ và những chiến binh được tuyển chọn. Sau này các bạn sẽ xây dựng công trình lên để mình chỉ cho các bạn xem. Sau này chúng ta sẽ có những chiến binh được tuyển chọn của Odin. Đó là những chiến binh khủng khiếp nhất của ở trong cái bản này. Nếu như mà nói đến bộ binh cận chiến ấy thì phải nói đến Long Coban này. Bộ binh cận chiến của nó là mạnh nhất luôn, sát thương cận chiến của nó là khủng khiếp nhất luôn. Những chiến binh của thần Odin luôn là mạnh nhất. Nó chỉ kém mỗi cái khả năng chống tầm xa thôi. Thì có thể mình sẽ bắt vài thằng chư hầu La Mã gì đấy để mình tuyển đội Estudo của nó khi nếu mà mình có thể. Nhưng mà ban đầu thì mình giới thiệu với các bạn vậy thôi. Còn để cho xem là đầu tiên thì chúng ta cứ phải gửi ký tuyên chiến với thằng này để mình nghĩ là mình phải giải quyết cái thằng này đã để thống nhất một số cái vùng lãnh thổ mình. Ban đầu chúng ta cần có thêm đất các bạn. Mình có mỗi người có cách chơi, nhưng cách của mình là đầu tiên phải bắt thằng này đã. Để chúng ta sẽ có một cái vùng đất tương đối ổn. Ban đầu mình cũng không cần phải đánh nhiều đâu. Mình sẽ giới thiệu bởi vì là đối với cái tộc Đức này thì ban đầu xung quanh nó toàn là những cái người tộc Đức khác như này, ít khi có chiến tranh ấy. Các bạn cứ hòa bình chiến đấu các bạn thấy không? Khi bạn chọn bắt thì đối này là tướng mạnh về ông vua của chúng ta mạnh về cái gì? Của cải công trình văn hóa ở tỉnh. Ông này ông chỉ giỏi mạnh về trị an nữa này. Thế thì có lẽ ông chỉ giỏi về quản lý thành thôi. Sợ hãi à? Cho phép khả năng sợ hãi. Có lẽ quản lý thành thì tốt hơn là cầm quân. Rồi, chúng ta sẽ cho hết quân sang cái quân đoàn này. Cho mày về đây đã. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại cái thành này. Lâng cái thành lên. Đối với cái thành công nghệ thì mình đề nghị các bạn đầu tiên nâng cấp cái nhánh này cho mình trước này. Lên từ đây đến đây để các bạn sẽ có xe bắn đá và nâng cấp được cái đội lính dìu lên lính dìu xịn. Sau đó các bạn sẽ lên vào đây để giảm cái phí duy trì cho bộ binh cận chiến này. Đó là hai cái quan trọng bậc nhất luôn là đầu tiên các bạn cần làm. Sau đó thì hãy tính đến nâng cấp các cái khác. Bởi vì ban đầu mà các bạn tăng vào những cái khác thì các bạn không có tiền đâu. Rồi, chúng ta sẽ bỏ, mình không thích dùng mấy cái lính này, mình sẽ bỏ nó đi. Và giảm upkeep nữa. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoàng ngoại giao của bọn này. Các bạn có thể không? Gần như là nó không có thù ghét với ai cả. Đây, chúng ta sẽ đề nghị giao thương với mấy thằng này đã. Hiệp ước không xâm lược nữa này. Đấy, chúng ta sẽ đề nghị với mấy thằng này. Mấy thằng hàng xóm láng giềng của chúng ta. Giao thương được không? Nó chưa chịu thấp thì không được à? Thằng này nữa. Có khi đòi để nó thêm tí tiền. 300 nó vẫn chịu, đòi 1000 như thế nào. Có vẻ nghe, có vẻ ngọt ấy nhỉ. 1000 không được, 500 vậy. Giai đoạn đầu thì chúng ta cần rất nhiều tiền. Thế là được tí nào hay tí đó. Sắc sông. Greetings. Now speak plainly. For we are an honest folk. Nó không chịu. Thằng khỉ này. Greetings friend. We will speak together of whatever you wish. Thôi được. Tạm thế đó, bây giờ chúng ta cứ an toàn đó, bởi vì chơi các cái faction này các bạn có thể thanh thản nhanh, thông thả hơn rất nhiều, muốn chơi La Mã, bởi vì nó không có nhiều kẻ thù ngay ban đầu đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay ông vua này bằng một vị tướng khác, mình sẽ thay vào một cái tướng nào đó, để tướng Thuyên được cầm quân đây này. Cái chờ skill này nó hỗ trợ về cái gì thì các bạn tăng vào cái đấy cho mình. Đây, thí dụ như ông này thì ông hỗ trợ về của cải các công trình văn hóa thì tốt nhất là ông cho ông giữ thành thì nó tốt hơn. Xạ thủ này, chiến binh. Chưa có cái nhưng mà ban đầu thì chưa cần vội. Bây giờ mình chưa thấy có tướng nào nó có cái skill để tăng xảo quyệt hoặc là lên cả. Mình rất thích có cái tướng có tăng xảo quyệt. Đấy. Bây giờ là mình thanh niên này chúng ta sẽ bổ nhiệm cho mấy cái thằng tướng này nó vào các cái chức vụ này để nó
Đây thương gia này mình sẽ cho nó kiểm soát cái nó quản trị cái vùng này. Nó thông tin của nó là tăng về của cải từ các công trình thương mại đó. Thì những cái tướng mà nó có hỗ trợ về mặt kinh tế như vậy thì chúng ta sẽ cho nó quản lý thành tốt hơn. Cái này thì nó có 4 hỗ trợ sức mạnh của thần tít, sức mạnh phán quyết của Golden, nghi lễ chiến binh và tái định cư. Các bạn cứ chọn ban đầu chọn cái này cho mình để nó tăng các tốc độ tăng trưởng và phí xây dựng các công trình. Về sau thì các bạn có thể chuyển sang những cái kia sau. Ban đầu chúng ta cần cái tốc độ phát triển này nó cao lên một xíu này thì nhanh xây dựng được các công trình mới hơn. Đó, bây giờ thì chị An nó cũng khá tồi nhưng mà lượt sau chắc nó ổn hơn tí. Bây giờ chúng ta cũng chưa có vị phụy để vội vàng lắm đâu. Hết rồi. Thôi rồi, qua cái lượt đầu tiên đã. Chúng ta cũng khá nghèo, không có nhiều tiền. Nói chung mấy tộc Đức này thì ban đầu các bạn cứ chơi một cách thong thả, không ngại lắm. Đừng vội tấn công sang đất của La Mã nhá. Bởi vì La Mã thì khá là mệt đấy. Tấn công sang đất của La Mã là dễ toi lắm. Chức vụ bạn đồng hành. Rồi ok. Chúng ta sẽ tranh thủ có một chút xíu tiền thì chúng ta sẽ xây dựng các cái công trình nhà cửa đó. Bởi vì chúng ta là hòa bình. Mình sẽ chuyển sang cái ruộng này. Tại sao? Bởi vì là cái ruộng này chúng ta sẽ chuyển được kỵ binh này. Mấy cái thứ hai là các cái vùng đất này cái độ màu mỡ nó không cao. Đây này, các bạn có thể nhìn vào đây này, cái độ màu mỡ ở các cái vùng của tộc Đức này nó không được cao lắm nên các bạn trồng trọt nó sẽ ngoan, không tốt bằng chăn nuôi nó sẽ được nhiều thực hơn. Cái vùng nào mà màu mỡ cao thì các bạn hãy lên trồng trọt đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ngoại giao đấy. Mình đề nghị giao thương với thằng này thôi. We will talk and then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from all đòi the tiền cho nào. À tốt, lại được thêm tí sẻng. Con này. The guards will have me listen to you. Nó đòi 200. Mình chưa cần vội với thằng này. A flapping tongue that speaks without wisdom. Không chịu à? Thằng này nó đang chiến tranh thằng này và mình thì lại giao thương với thằng này nên là nó không ưa mình. Kệ nó thôi, chả sao cả. Nhà vua của chúng ta rất giỏi về, nhưng mà ban đầu thì có lẽ chưa cần cho ông ấy lắm cái gì hết. Vua mà đi đánh trận thì nhiều khi nó cũng nguy hiểm lắm. Cho thằng tướng này mình đây cho vua sang cái vùng này đã, thủ đô đứng xung quanh chúng ta toàn thân thiện thôi, cũng không ngại lắm. Hồi đứng vào đây mà chị An có một này, cứ bình thường mà phát triển thôi. Trong khoảng tầm 10 lượt đầu tiên thì các bạn gần như là không đi đánh nhau với ai đâu. Đấy là cách chơi, cứ từ từ đánh thôi, đừng có vội vì quân chúng ta cũng chưa có cái quân gì cho ra hồn. Cái thứ hai nữa là lực lượng của mình quá yếu, đất tiền cũng không có nhiều, cứ để mấy thằng xung quanh nó đánh nhau xem tình hình mấy thằng là cái vùng đất của La Mã nó bị nổi loạn lên như thế nào đã. Các bạn đánh chứ đừng có vội đánh trực tiếp vào quân La Mã, đánh trực tiếp vào quân La Mã là chúng ta thua đấy. Bởi vì là tuy La Mã nó suy tàn nhưng mà quân đội của nó cũng không đến mức tệ lắm đâu. Bây giờ chúng ta cứ tranh thủ nâng cấp nhà cửa lên đã. Chúng ta nâng cấp nhà cửa. Tốt nhất thì các bạn chỉ lên cấp 2 ban đầu thôi. Bởi vì cấp 1 thì cái khả năng phòng thủ nó rất là kém cho cái vùng này. Nhưng nâng cấp 2 thì nó sẽ tăng cái số lượng quân đủ trú lên rất nhiều. Nó đủ khả năng để phòng thủ. Đấy. Ready for battle. Tiếp chúng ta sẽ ngoại giao xem có thể. Thằng này. Greetings to you. I trust you. Mình chỉ giao thương thôi, mình không có ý định làm việc khác. Cái điểm ngoại giao của mình với các phe xung quanh nó đều lên. Thằng này thì đang giảm này. Nhưng mà không sợ lắm. Warriors all. Bây giờ thì mình đang. Một trong những lý do tại sao mình chưa mua quân vội để vì mình sẽ chờ nâng cấp cái này lên để có xây bắn đá này. Và mình sẽ xây tiếp các cái công trình để có thêm quân. Đây này.
nâng cấp lên đây đã, mấy cả để mình có xe bắn đá là một này, và nâng cấp cái công nghệ này xong thì mình sẽ có cái phí giảm cái phí duy trì xuống thì mình sẽ tuyển quân, nó sẽ đỡ tốn nuôi quân hơn. Còn ban đầu thì cứ thế này đã, đừng vội vàng hiệp ước không xâm lược. Rất tiếc là không, khả năng cao mình sẽ đánh thằng này, mặc dù nó đang là đối tác làm ăn của mình, nhưng mình muốn thống nhất cả cái vùng này. Các bạn nên thống nhất một cái vùng nào đó, toàn bộ cả vùng thì mới phát triển quân được. Thống nhất toàn bộ nó cũng rất có lợi. Vanari bị sụp tiêu diệt rồi. Thằng nào đấy? Rõ lắm nhưng mà a flapping tongue that speaks without wisdom. Greetings to you. I trust you come. Giao thương được là tốt rồi, chúng ta chỉ cần giao thương, những cái khác thì tính sau. Chúng ta không không lên chiếm quá nhiều mà cũng không lên làm gì quá nhiều. Đây rồi, mình sẽ xây cái này. Đối với cái công trình này ở các vùng nhỏ ấy, thì nó có cái công trình gọi là đất linh thiêng này, thì các bạn có thể nâng cấp lên bãi cây linh thiêng hay là đá thẳng lính này, thì cái chung cái tên thì bạn không quan tâm làm gì. Cái này thì nó sẽ tăng và tăng trưởng nhưng nó lại giảm lương thực. Cái này thì nó tăng trị vệ sinh này, mình rất cần cái công trình tăng vệ sinh dịch tễ này. Mặc dù nó có một cái công trình khác tăng vệ sinh dịch tễ nhưng mình hay dùng cái công trình này hơn. Tại sao? Bởi vì nó không giảm lương thực của các bạn mà nó lại tăng cả vào cái ảnh hưởng của tôn giáo của chúng ta. Cái này nó hoàn toàn không cho chúng ta tiền nhưng mà nó tăng cái trị an. Đấy, thì mình đề nghị các bạn tăng vào cái này, xây vào cái này thì hay hơn. Đấy. Nói chung các bạn sợ đấy, các bạn nên xây vào cái này. Đấy là cách chơi của mình thôi, nhưng mà cũng là chia sẻ thì mình cứ làm thế để anh em có sự tham khảo. Rồi chúng ta cứ gấp qua lượt xem. Thằng sắc sông này. Greetings friend. Nó chưa chịu, nó đã chiến tranh với La Mã, bây giờ mà mình đề nghị cùng tham chiến chống lại La Mã cái là nó sẽ chơi mình ngay mà. Nhưng mà cũng không cần vội thế đâu. Mấy anh người Đức này hay lắm. Nếu mà bạn thích chơi kiểu chặt chém thì bạn cứ chơi mấy anh người Đức này. Mà chuyên gia chặt chém luôn. Chặt chém ở đây là theo nghĩa đen nhá, chứ không phải là đi bạn đi ra chợ mua hàng mà người ta bạn mua đắt. Đây rồi, đây là câu chuyện kể về cái sự hình thành và phát triển của cái bộ tộc này, Longoba này. À, đây là Ibor, một trong những huyền thoại, những người đã dẫn dắt cái tộc này hình thành và phát triển. Đây là câu chuyện về kể về cái cuộc đời của ông ta, thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn để đi theo cái nhánh nào, thì bất kể các bạn chọn cái nào cũng được, bởi vì sau này bạn sẽ được một cái vị tướng huyền thoại. Đấy. Mình nghĩ thì đã là một chiến binh thì có lẽ là đầu tiên mình sẽ chọn cái theo cái nhánh này. Các bạn có thể chọn bất kỳ theo nhánh nào, thì cái lựa chọn của bạn ban đầu này này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là sau này cái vị tướng đấy nó sẽ có những cái skill gì ở đây này. Chúng ta chắc chắn sẽ có một tướng huyền thoại nhưng mà skill gì thôi. Đấy. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục qua lượt nữa. Chiến binh khá là thân thiện, chúng ta khá thân thiện với các nước xung quanh. We will gladly listen to your offers. Nó chưa chịu trade với mình. Do not trap them. Thằng phanh này. Chiến tranh với La Mã rồi. Thôi được, chúng ta cần tích tiền giai đoạn đầu. Một thống đốc này lên cấp thì chúng ta sẽ tăng vào đây, tăng vào cái này để có lương thực nữa này. Đó, thống đốc thì cứ cần lương thực này. Sau này vua của mình sẽ cho rút về làm thống đốc thôi, chứ không làm tướng cầm quân, bởi vì vua thì chỉ số thế, toàn thế hỗ trợ về kinh tế mà. Nó tùy thôi, nhưng mà nói chung thì vua lên cho về quản lý thành tốt hơn là cầm quân. Bất kể các bạn chơi faction nào thì cũng nên như vậy. Bởi vì nếu mà chết vua thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chính trị rất lớn. Rồi. Nhà thơ. Đấy, mình sẽ tiếp tục chọn vào cái nhánh trên này.
xem nó là cái gì. Thực ra thì các bạn có cứ chọn đi, đây là cái sự kiện để đây chúng ta sẽ xây dựng cái này để có thể tuyển được cả cung thủ và lẫn xe bắn đá này. Các bạn muốn công thành thì bắt buộc phải xây bắn đá. Các cái tộc dợ thì ở cả Rome 2 này, Attila thì các bạn xây ở cái làng nhỏ đều được, xây xe bắn đá được. Còn đối với các cái tộc, các cái quân đội như La Mã hay là Sassanid thì các bạn buộc phải xây ở vùng thủ phủ, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ thì mình xem ngoại giao. Thằng phê này nó không chịu chơi với mình. Không chịu chơi với mình à? Cái gì đấy? Lại chiến tranh ở đây à? Bọn này đổi đất với nhau à? Chiến tranh lại chiến tranh rồi. Thôi được, kệ chúng nó chứ. Mình đang hòa bình, mình cứ hòa bình nhá. Đợi xíu xíu để có cái xe bắn đá đã vừa tính tiếp. Bắt đầu này mình cứ hòa bình đã. Và sau đó mình sẽ kiếm một cái ông tướng huyền thoại. Kiếm một vị tướng huyền thoại để lãnh đạo quân đội. Chờ có cái tướng huyền thoại, bắt đầu chúng ta sẽ mua quân cho cái tướng đấy. À, mình xem thằng hoàng tử này chưa lên ngôi. Chưa có... cho nó vào đây. Thống đốc bổ nhiệm nó luôn. Ồ. Warriors all. Ngoại giao. Cái thằng này mãi nó không chơi mình. Chơi thì sao mình đập nó. Thành này đang để không này. Chuẩn bị móc lốp thôi. Ban đầu này chỉ có đi đánh móc lốp thôi. Nhà vua thì có vợ khá ngon đấy. Cộng trị an cho chồng khi cai trị ấy. Đấy rất tuyệt luôn, ảnh hưởng của tôn giáo cho người chồng khi cai trị đấy. Rất là tốt về cái vấn đề về quản lý thành hơn là như đánh trận. Đối với các cái tộc dợ nói chung mà Langoba nói riêng thì cái nhánh phát triển của nó nâng cấp thì các bạn cũng thế thôi. Phần lớn thì cái nhánh bên trái nó sẽ hỗ trợ cho các tướng anh dũng xông lên hay là một cuộc đấu trí. Ừ. Mình nghĩ mình nên chọn cái này để xem mình có được tướng huyền thoại gì không. Nói chung thì các bạn đọc đi, chịu khó đọc, mình cũng đọc qua qua rồi. Nói chung là nó sẽ mỗi cái lựa chọn này của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến một cái skill sau này của cái tướng đấy. Đấy. À, sẽ là skill tốt hay xấu thì tùy vào các bạn lựa chọn. Nhưng mà với căn bản thì nó cũng là tốt thôi, không có gì xấu cả. Rồi chúng ta bắt đầu mua bộ binh được rồi. Mình nghĩ là phải mua quân không? Chúng ta sẽ mua quân và chuẩn bị. Thằng này nó rút quân đi phát là chúng ta sang móc lốp thành của nó luôn này. Còn cái mũi thằng này nó chưa chịu chơi mình. Greetings. Speak please. Tất nhiên mình sẽ không tham chia đề nghị bởi vì thằng này nó đang đồng minh với một cái phe suy bê này, suy ban này. Nhưng thằng này thì nó lại đang chiến tranh với thằng này. Có lẽ mình sẽ đề nghị những cái hiệp ước đề nghị cùng tham chiến. Các bạn biết rồi, mình luôn luôn sử dụng cái giải pháp đó. Hầu như là mình sẽ sử dụng giải pháp đó. Bần cùng bất đắc dĩ mình mới tuyên chiến thôi. Gold freely given and grateful. No. À...
mình nghĩ mình sẽ cố gắng chiếm hết cái khu vực phía dưới này đã. Xây một công trình thuộc chuỗi tôn giáo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, sau khi nghiên cứu xong hai cái này thì mình đề nghị các bạn xây vào cái nghiên cứu vào cái nhánh này để xây lên cái công trình điện thờ để chúng ta tuyển được một cái đơn vị lính rất là mạnh, đó là chiến binh Golden. Và như mình đã nói rồi đấy, đó là những chiến binh mạnh nhất của Bắc Âu. Những kẻ thực sự là chỉ biết chiến tranh thôi, không biết đến một thứ gì khác ngoài chiến tranh. Rồi chúng ta sẽ mất một lượt để mua xe bắn đá. Phải có xe bắn đá chúng ta mới có thể công thành mà không phải chờ. Thằng này. A flapping tongue that speaks without wisdom is not. Mình không cần ký cái hiệp ước vớ vẩn này đâu. Nguy hiểm lắm. Thằng này. Là mua quân à? Quả là đã cái tích tiền, các bạn thấy không? Sống sung túc này tội gì mà cứ phải mua quân làm gì? Tội gì cứ phải. Ancestors have spoken well of you, and so we offer a treaty. The worthy make the best friend. Và cho mình 300 đồng. Dù sao mình đang vác quân đi chỗ khác mà bây giờ nó sang nó đập mình thì mình cũng chết. Tốt nhất là nó đề nghị chúng ta tuyển được một tướng trong Algeria. Rồi chúng ta sẽ xem tướng huyệt thoại của chúng ta này. Đói, cuốn hút này, thẩm quyền này. Ôi, trai rất tốt các bạn thấy không? Dương cờ này, cuốn hút này, tăng thẩm quyền này. Cái này ủa mắc luôn này. Tướng này tướng đúng là tướng huyền thoại. Tố chất chỉ huy là mắc luôn. Cái tướng này nó có cái skill đó là cái lưỡi của Golden. Đấy, nó rất được, chúng ta sẽ thay cho nhà vua bởi vì là đây cái này cộng 11 cơ mà. Rồi nhà vua sau này sẽ cho quản lý thành. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công thằng này thông qua một cái thằng đây, thằng này nó đây tuyệt vời đúng không? Đó, thế là chúng ta có thể chiến tranh với thằng này rồi mà không bị mất điểm ngoại giao. Nó bỏ chạy này. Thành của nó gần như không có quân mấy. Cho cả thanh niên này xuống để kiếm tí kinh nghiệm nào. Chúng ta sẽ unlock và xây thêm một công trình nữa đây. Mình sẽ xây thêm một công trình nữa đây. Laying siege to their hovels. Đánh trận cho vui nhỉ? Đánh trận này là thắng chắc rồi, nó có mỗi hai đội cung thủ. Mình còn xe bắn đá mà. Đó là lý do tại sao mình chưa đi đánh vội, bởi vì mình chờ có cái tướng huyền thoại này bắt đầu mình mới cho đi đánh nhau. Mà thấy không? Tướng huyền thoại đấy. Ở trong các cái đơn vị lính này thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số những cái lính nó rất là đặc biệt mà chỉ riêng có của Longkoba. Đó chính là lính cầm gậy. Thực ra cái mấy cái thằng sương mù à? Đợi xíu, chúng ta sẽ dàn quân ạ. Rồi với những cái thành này chúng ta cứ đánh từ từng góc này ra. Đây này, mấy cái thằng này thì tấn công cận chiến của nó cực cùi.
nhưng mà khả năng chịu đòn của nó lại rất tốt khi nó có cái đội hình này. Cái thứ hai là máu giáp của nó đều rất trâu. Đây các bạn có thể nhìn này. Đấy. Mấy anh này thì rất là cùi. Tấn công vận chiến nó yếu lắm. Nó cầm mỗi cái gậy thôi mà. Đây này. Gậy thì đập làm sao mà sát thương nó cao được. Nên chúng ta sẽ có cái đội này. Mấy anh rìu này sẽ là chủ lực tấn công. Nhưng mà còn mấy anh gậy kia sẽ đứng làm tường. Đó là cách chơi. Mấy anh speed này thì chủ yếu để tiến lên để chống kỵ binh thôi. Cung tên thì gần như rất yếu, mà chủ yếu làm nhiệm vụ là bắn áp chế cung tên của đối phương. Tầm bắn không tới à? Cái bắn đá thời này chỉ có đạn lửa, chưa có cái đạn gì khác. Tướng huyền thoại thì đứng ở đây thôi. Tướng huyền thoại thì nó chỉ mạnh là nó có skill thôi, chứ còn những cái khác thì nó cũng có gì đâu. Thôi. Nói dâm nó dài là nó dai là nhiều. Chúng ta sẽ phá các cái tháp canh ở nó trước đấy. Hơi ít xe bắn đá. Reinforcements enter the fray. Wow, 85% cháy, tốt rồi. Chúng một phát vào được 85% là tốt rồi. Mình chỉ cần nó cháy 100% là được, không cần phải sập. À rồi, tốt rồi. Nó khác tự cháy. The enemy should know when the odds are hopeless. Hay quá, 85%. Nói chung phá các công trình thì chúng ta bắn đạn lửa khá là tốt. Their tower has fallen. Good news. Rồi một cái tháp canh đã bị sập. Tháp bên này bị 50%, tháp bên này vẫn chưa. Cố lên. Nó lính đánh lao này. Nhà cửa của nó đang bị cháy. Rồi, bắn vào đây. Cháy rồi. 75, 80. Sắp sập rồi. Hay quá. Rồi. Xe bắn đá của mình trận đầu làm việc tốt thế nhỉ? Nó bắn lửa cơ số đạn đã sập ba cái tử thành nó rồi. Ôi giời ơi, chúng mày xây nghĩa địa ngay ở cửa thế này thì chết là phải thôi. Đây, phá tường của nó. Phá tường của nó. Cái binh ở đâu ấy? Các bạn ấn phím cách chống để biết xem tầm bắn của cung thủ đối phương nó ở đến bao nhiêu, thì các bạn sẽ hoặc các đơn vị lính tầm xa của đối phương các bạn sẽ bố trí sao cho nó hợp lý. Rồi đây, để bố trí quân cho nó hợp lý, di chuyển đến tầm nào để tránh tầm bắn của đối phương. Hiện tại thì nó chưa tấn công chúng ta, bộ binh của chúng ta sẽ lên dần. Nói chung tướng thì không nên để cho tấn công.
tremble before our might. Có lẽ cho xoay bàn đá dừng một chút nhỉ. Được không trên của mình không? Đứng ở đây xem. Đội công cụ nó đâu nhỉ? Chưa nhìn thấy. Tiến vào em ơi. Tiến vào. Đúng rồi. Không thủ đâu, bắn áp chế cho anh. Không thủ đâu. Đúng rồi, bắn ra con tên đi. Unit has used all available ammunition. This settlement is on fire. Láo này, mấy thằng cung tên này. Chúng ta đang lập đội hình tiến vào, cũng sợ. Cung ngòi bắn vào này. Chúng ta cứ tiến theo đội hình như này thì không sợ này. Bây giờ cho bọn dìu xung lại. Cái dìu thì nó rất mạnh về tấn công nhưng mà nó khả năng phòng thủ. Nó làm tường thì lại kém. Rồi, lính gậy thì sẽ làm tường cho lính dìu. Binh của chúng ta mò vào trong thì nó sẽ... Chúng ta cứ thiết lập cái đội hình tường khiên này để bảo vệ nhé. Bạn cứ thiết lập tường khiên này. Đó. Nhẹ nhàng mà đánh thôi. Mình nghĩ là bộ công ty không cần bắn nữa. Làm tường đi. Rồi cho. Chúng ta xong rồi. Nó có thằng tướng ở trong này này. Tướng thì chẳng cần đâu. Tướng thì về căn bản là không cần dùng. Cái đội lính Speed này thì thực ra chủ yếu để chống kỵ binh mà cũng chẳng cần dùng nhiều lắm. Tại vì công thành có nhiều kỵ binh chúng ta phải chống. Ôi, lông dân này. Tướng cầm Spear. Về
sau thì mình sẽ thay cái đội lính rìu này, chiến đoàn Sarmatic này bằng các cái đơn vị chiến binh cô đơn. Các bạn thì mình cũng đổi được nhiều lắm. Nó xung phong kìa. Lập đội hình cho anh. Kết hợp như này này, lính cầm gậy thì sẽ làm tường, còn lính cầm rìu sẽ là thủ chiến. Mình bắn tên tâm nó là lính speed thì nó không ăn được lính rìu, các bạn. Lính rìu nó là chuyên tấn công chống bộ binh. Sợ rồi. Quân đội của chúng ta đang tiến lên như một vị thần. Ta thờ thần chiến tranh rồi mà. Rồi nó đã bỏ chạy rồi. Kết thúc của trận đánh khá là đơn giản. Đó là cách để chúng ta giành chiến thắng với tổn thất có thể nói là rất là nhỏ thôi, có 38 đồng chí. Rồi chúng ta kiểm soát vùng này, chúng ta sẽ có luôn cả cái tài nguyên là mỏ kim cương này, chúng ta sẽ khá nhiều tiền đấy các bạn. Kim cương thì nó giàu rồi. Rồi bây giờ nó còn một đạo quân đây này, khử nó luôn. Có khi thằng này bị hủy diệt luôn nhỉ, không biết nó còn đạo quân nào ở đâu không, nhưng nếu không có thì chắc là bị gạo luôn. Thế này cũng được lên cấp, thôi cho nó về đó. Chạy lông ngông ra ngoài này chết đấy. Rồi tướng lên cấp đối với tướng cầm quân, nhưng mà bắt đầu các bạn cứ tăng vào cái này cho mình này, tăng sỏ quyệt là một này, mấy cái này để có thêm đạn dược này, cả lương thực nữa, chúng ta sẽ bổ sung lương thực cho quân chúng ta. Còn đối với cái nhánh của quân đoàn thì các bạn nâng cho mình một vào cái này, tiếp theo vào cái này đây, các bạn nâng mắc vào cái này đầu tiên cho mình này. Khi các bạn nâng mắc vào cái này, các bạn có thể đi trên tuyết mà không bị mất quân đấy. Ready for orders. Tương tự thế với tứ này. Cái skill này thì rất tuyệt này, nó tăng tấn công cận chiến này, nó tăng cả tốc độ di chuyển này, nhưng nó giảm 15% giáp thì nói chung là chúng ta cũng không nên dùng. Đây, chúng ta cứ tăng vào cái này, bắt buộc phải nhiệt huyết. Cái thẩm quyền các bạn chẳng cần tăng nữa đâu, bởi vì nó mắc quá mạnh rồi. Chúng ta sẽ tăng vào hai cái này và có thể là cả cái này nữa. Cứ phải tăng có lương thực đã. Đây là quân đoàn này. Đây, chúng ta tăng vào cái này trước. Rồi. Đây, mỏ kim cương. Đây, chúng ta có cái điện thờ này, tốt quá. Mình nghĩ là khu vùng thủ phủ mình sẽ không cần xây dựng, mình sẽ xây công trình khác. Rồi. Tiếp theo thì bây giờ xem tình hình nào. Fight kit. You are welcome. Although my ancestors and... Nó không chịu train mình. Thằng này nó chiếm được một cái vùng đất của La Mã ở dưới này à? Welcome. Speak. Đó, xem nào. À, nó chiếm được cái vùng ở đây. Ngon thì chiếm nốt lại cái vùng này với vùng này đi. Để anh có thêm mỏ gỗ, nhưng hình như mình có thể đàm phán hòa bình với nó được. Welcome,
Speak. Come on. Được à? Are you brave or foolish or just mad? Mình chỉ cần cái thanh của nó thôi mà, thanh chính đấy thôi mà. Listen before I turn you inside out. Mình đâu có cần. Đây rồi. 1000 chưa được thì nhiều hơn. Các bạn nên hiểu là phải vừa đánh vừa đàm. Các bạn chơi các xem các chiến dịch khác của mình, các bạn đã thấy rồi, mình vừa đánh vừa đàm. Nghĩa là mình chỉ cần cái thanh nào thì mình sẽ đánh chiếm thôi, chứ mình không có chiến tranh liên miên làm gì. Vừa đánh vừa đàm nó là một nghệ thuật chiến tranh. Đấy. Sau đó thì mình sẽ hòa bình với nó. Mình không cần tiến xuống phía dưới này vội, bởi vì đất dưới này mặc dù nó có khá nhiều tài nguyên nhưng chúng ta chưa vội vàng như vậy. Mình đang cần kiểm soát, tốt nhất là không nên chiếm các cái vùng đất của La Mã vội, chúng ta phải cải tạo. Mà như vậy thì rất là mất thời gian. Mình khẳng định với các bạn như vậy, mất thời gian lắm. Rồi, quân đội của chúng ta khá ổn. Bây giờ thì đây, mình đang nghiên cứu vào cái nhánh này. Mình cần cái nhánh này lên để xây dựng được cái đây, cái điện thờ lên cấp 3 thì chúng ta sẽ tuyển được chiến binh Gordon. Chiến binh Gordon là cái gì thì khi nào có mình mua được thì mình sẽ nói với các bạn. Còn bây giờ thì thằng sứ vô này, sắc sông không chắc lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình phải khử mấy thằng này. Vandan, La Mã, không cần gì vội, chúng ta đã qua lượt đã, bởi vì chúng ta vừa mới kiểm soát được thành thì không vội đi đánh nhau làm gì. Đấy, nó đưa quân về thành của nó kìa. Anh em phải cẩn thận, nó chết đấy. Chúng ta đã có tướng huyền thoại chỉ đi quân đội thì chúng ta cũng không sợ lắm đâu. Cái vùng này nào, đây là quân gì? Quân đoàn nổi loạn à? Chứ không phải quân ly khai à? I'm sure you have many pleasantries for me. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp cái thành này lên đã, phá hủy công trình này đi. À, vệ sinh dịch tễ vùng này ổn. Do ở đây chúng ta có cái công trình này tăng vệ sinh dịch tễ, nhưng mà lương thực của mình ổn. For the tribe. Mục tiêu tiếp theo của mình có lẽ sẽ là thằng sứ vô này, thằng đúng rồi. Your next đây, command. Một thằng La Mã. Có thể là mình sẽ bắt nó làm chư hầu. Cho thằng này vào đây. Mua thêm quân nữa. Kinh tế của mình liệu có đủ sức nuôi không nhỉ? 185, mấy thằng cung thủ rẻ thế. 48 này. Rẻ như cho. Are you ready to do your duty to the tribe? Rồi, mua mấy thằng cung thủ ấy. Nhà nghèo thủ thành mấy thằng cung cũng được. Để phòng bị móc lốp rồi. Nhưng mà tí nữa đánh nhau với thằng sứ vô kia thì là nó sẽ là quân La Mã. Đúng rồi. Nó sẽ là quân La Mã. Phe phái Angle đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chiến tranh với Sugo, đúng theo ý của mình luôn đấy.
nó sẽ tăng cái gì cộng trị an cho các cái tỉnh Jackmanic. Đây các bạn xây cho mình cái công trình này, đây là xây cái lò rèn thì chúng ta sẽ có được cái tuyển cái đội lính cầm từ đã. Xây cái này trước, xây cái này nó tăng vệ sinh dịch tễ và tăng lương thực trước đã. Kiểu mình hết lương thực mà tiền của mình cũng nghèo à. Xem nào. Ủa quân nó đông thế nhỉ, cộng với quân này nữa. Son of Rome, the son of Rome, đứa con của thành Rome à? À đứa con của thành Rome á. Mình tuyên chiến với thằng này, thằng phanh nó đập mình ấy nhỉ. Mà buộc phải tuyên chiến thôi, chúng ta đang có cái nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ hoàn thành. Á đù, tỷ lệ thắng của chúng ta rất thấp. Nó lại khá nhiều cung thủ nữa. Chúng ta lại mang có một quân đoàn đi. Buộc phải đánh rồi. Buộc phải đánh rồi. Nó toàn lính speed, chứ thì mình cũng không sợ lắm. Nhưng mà làm nào để loại bỏ bớt cái đội cung thủ nó trước ạ. Kỵ binh của La Mã thì không ngại lắm. Chúng ta sẽ cố gắng vừa đánh và vừa đàm các bạn ạ. Đánh và đàm, vừa đánh vừa đàm. Ồ. Cầu bên này. Đi sang đây mới sang được. Tầm bắn của xe tháp canh nó chỉ đến đây thôi đúng không? Binh của nó chắc chủ yếu tấn công cánh này. Phía bên này sắp tường rồi. Này chúng ta sẽ cho kỵ binh đứng đây. Kỵ binh của chúng ta thì khá là cùi, chắc là không đánh được kỵ binh của nó nhưng mà không phải sợ. Riêng mấy thằng rìu này á, chém được hết. Nó chỉ thua chiến binh Wooden thôi. Nghĩ là mình phải phá cái tháp canh trước. À bắn đạn thường đi. Vì sao nó có thể xông ra này. Đã bớt chết cho nó đi. Cho quân của mình đến trong rừng. Rừng thưa vẫn tốt hơn này. Kỵ binh đâu? Mình bắn bựa vào nó. Rồi. Missiles ready. Deadly missiles ready. Warriors on me. Brigade. Wow, chúng ta cần lập đây đến Steve của chúng ta đã thiết lập đội hình rồi, không sợ đâu. Rồi không cần. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Đây, cung tên của nó không bắn được, hoặc là bắn vào rừng thì cũng không có nhiều tác dụng. Missiles ready.
việc đào sông vào. Từ từ đã bao giờ để mà lên rồi. Nó định vòng ra đây để chơi đến người của mình này. Tấn công tướng của mình nhỉ? Ăn luôn. Tướng của mình được tăng năng lực chỉ huy cơ mà, sợ gì? Là có hai đội, sợ gì đó? Ăn được không? Không sợ đâu, đứng dìu không phải sợ. Đứng dìu mà. Sát lên đừng để nó bắn. Rồi ăn được đấy. Ready for battle. We hunger for blood and battle. Đến lúc kỵ binh của chúng ta làm việc rồi. Lùa mấy thằng tầm xa nó đi. Chết đội kỵ binh à? Kỵ binh nó vẫn còn, kỵ binh nó mạnh hơn kỵ binh mình. Ăn được. Cái thằng La Mã. Loạt tên dám chạy ra, hay rồi, tướng nó trong kia kệ tướng nó. Trận này thì mất khá nhiều quân để xông vào đánh những tên nhưng mà không sao. Thử được lượng lượng áo. Mày cung tệ. Đúng rồi. Chưa cần vội cho tướng tấn công làm gì. Đúng ở đây. Đúng ở đây. Đây, tướng áp sát rồi. Kỵ binh của mình có thể nói là gần như hoàn thành được rồi. Đúng ở đây, đúng ở đây. Ây ôi, nó đánh mình cũng thấm phết nhỉ, quân nó đâm mình mà. La Mã. Không phải dạo vừa đâu. Lấy, đúng rồi, lại rút ra. Đạp cho nó liên tục vào, cho nó mất tinh thần. Ra đây, ra đây, ra đây. Là đội speed của mình không chịu được nhiệt kìa. Cánh bên này ăn nó. Ôi ăn hỏng một lỗ này. Mạnh phết đấy. Đánh trận này nó sướng. Dễ quá. Nó mất tinh thần đây. Không thể đánh. Nó chạy ra đây này, anh em tiến ra đây luôn. Rồi.
báo với anh này, tướng của mày á. Không được mà, từ từ đi em ơi, đừng chạy vội. Xông lên. Kill, kill, kill. Bố tinh thần của binh sĩ đây đã. Bắn nó. Cái đứa nhỏ này sốc luôn. Bắn nó bỏ chạy này để chúng nó quay lại. Gì rồi, chém chết tướng nó đấy. Đúng rồi, đây lụa. Nó không ăn được đội gì của mình luôn. Ok kìa. Mấy thằng Speed này nó không ra tính điện thoại à? Mấy thằng này nó sống sai thành điện thoại à? Giết tướng của nó á. Bỏ chạy rồi à? Bỏ chạy rồi à? Bỏ chạy làm tuét. Kết thúc trận chiến rồi. Chiến thắng sát nút rồi. Xem nào. Quân nó đông hơn quân mình và cũng mạnh hơn quân mình. Lính Nam Mã, lính nó chất hơn lính mình rồi. Mày chết. Mất một đội Steel không đáng kể, chinh phục luôn thằng này. Xem tiền thay bằng một đội Steel. Steel này mạnh hơn không? Ôi mạnh hơn nhiều chứ. Tuyển ngay được lính Steel của La Mã luôn. Có cả Testudo. Chất như nước cất luôn. Rồi chúng ta sẽ cắm trại này này. Mình nghĩ là tạm thời mình xin hòa bình với thằng Phanh này đi. Are you brave or fool? Chắc phải bơm thêm ít tiền rồi. Cứ vừa đánh vừa đàm thôi. Chứ còn chúng ta cứ đánh nhau liên tục thì chắc là không đánh được. Nó hết tiền rồi, thôi được. Đến sau. Bây giờ chúng ta cứ hồi quân đã. Đơn vị quân này thì ở đây phòng thủ tốt rồi. Nhưng mà không có tiền để mua quân đâu. Nói qua lượt đã. Tình hình là bây giờ. We offer you honest welcome. Có ngay một thằng đệ đó, chúng ta sẽ tuyển lính La Mã. Sau này mình có thể tuyển được thêm lính kiếm của La Mã nữa thì càng tốt. Lính kiếm của La Mã nó thiết lập đội hình Testudo nữa thì tuyệt vời. Bởi căn bản mình cũng không thích cái lính đến là bậc thầy giáo binh Germanic cũng không mạnh bằng bậc thầy giáo binh Bắc Âu. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu mạnh hơn rất nhiều. Mà thằng Sắc Sông mới có chứ. Có. Cái thằng này nó bôi nhọ danh dự á. Trả tiền cho hắn. Dám bôi nhọ danh dự tướng huyền thoại của anh à? À, thằng tướng huyền thoại dám bôi nhọ danh dự của nhà vua. Thằng này láo quang.
con gái của mình và đến tuổi lấy chồng, mình sẽ cho nó lấy thằng này để nó trở thành gia quyến của chúng ta. Tạm ổn, chúng ta lại có thêm ít tiền nữa. Rồi bây giờ thì sao thằng La Mã này nó lại cho quân ra đây? Warriors all. Đây rồi, thay lốt đơn vị giáo này bằng giáo của La Mã luôn. Quá đẹp trai. Thằng lính này hơi đắt kìa. Đắt nhưng mà nó ngon. Tốt, xuất sắc giáp. Giáp nó cũng trâu. Nó lại có đội hình Testudo. Thì thật sao thằng Rome này. Thằng này chiến tranh với những thằng nào đây? Nhiều thế. Chiến tranh với cả thằng Phanh. Ready for orders. Mình nghĩ là mình sẽ hành quân lên đây. Đây. Get moving. Sau mình sẽ sang đất của thằng này. Chưa được, quân của mình vẫn chưa hồi được. Mặt tiền thì cũng không nhiều. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ xây dựng nhà cửa. Thành này thì ổn, chắc không thằng nào ăn được. Bổ sung thêm ít lính gậy. Xe phán đá. Ready for orders. 2007 mới mua được. Quý tộc Germanic. Thống đốc vùng này à? Sát thương cận chiến cho lực lượng chỉ huy không cần. Thống đốc vùng này tăng vào lương thực, tăng vào của cải. Cứ phải tăng nhiều vào lương thực cả. Chuẩn bị chiến tranh với thằng Phanh. À, Alaman chiến tranh với La Mã. Lại định chiếm mấy cái vùng đất bên dưới này của La Mã. Nghiên cứu xong cái này rồi đây, chúng ta sẽ nghiên cứu cái này một chút. Đang tiếp về các cái hỗ trợ lên. Ready for battle. Chỉ tuyển được lính giáo thôi. Lính cung tên thực ra nó hơi phế nhỉ. Nhưng mà vẫn cần phải có lính cung tên. Công nghiệp địa phương, đồn gác, thế thì làm gì có cái gì để rẻ quân. Có cái bọn này thì tốt này. Thực ra cái lính quân tên này về sau mình cũng không dùng nữa. Ta cần hồi quân nữa, đến đây chút xíu nữa. Tuyển mấy anh Lê Dương La Mã bắt. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp cái công trình này lên để có thể có lính. Công trình này thì rất tốt này, có thể tuyển được chiến binh Gordon. Nhưng mà không chắc là mình đã có đủ tiền để tuyển. Bây giờ thì mình đang cần là ổn định thôi. Đấy. Chúng ta đang chiến tranh với thằng Phanh Alaman. In the name of the state, welcome. Ba cải tiến là tốt rồi. Sắc sông.
Ma Mã cũng đang cải tiến. Kỳ cục. Thật là kỳ cục. What the hell? Quánh mình à? Ui, nó làm đánh dìu thế. Làm đánh dìu thế nhở? Nên được cái mình có tháp canh, phòng thủ. Ngoài ra mình lại có cả đội hình Testudo. Ba thằng đứng gác Testudo. Dìu. Chưa biết được. Nói chung trận này các bạn phải để xem. Ôi, nó có kỵ binh khá ngon. Chỉ đội đầu mạnh thôi, đội thứ hai thường. Mình ngán nhất đây đội dìu này thì... liều thì mới ăn được nhiều. Mình đứng ở thế trận phòng thủ mà mình sợ gì. Xem cho nó vạt thế nào, mình bắn chết bớt bọn dìu của nó trước ạ. Không biết luôn. Defensive test studio à? Sao mà lắm cổng vào thế này thì làm sao mà mình phòng thủ được. Trận này căng đấy. Nói chung là không dễ ăn đâu. Giải trông thì chống được kỵ binh. Giải đá này cũng vậy thôi. Chủ yếu để chống kỵ binh. Xây bắn đá thì đứng ở giữa này. Warriors grouped. Fearless warriors. Mình hơi ít lính dìu để có thể chống đỡ. Stand ready. Defensive testudo. Defensive testudo. Defensive testudo. Form testudo and defend. Come into tenses. Grouped and awaiting orders. Shields up. Missile armed warriors. Chưa biết đánh kiểu gì, trận này khó thật. Lính dìu sẽ cơ động. Nó vào cổng nào thì sẽ ra cổng đó. Mình còn không đủ quân để gác tất cả các cổng. Nào, nó vào từ đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Cái chính là xem quân tiếp viện của nó đâu vậy. Ba hướng. Đầu tiên chúng ta sẽ phòng thủ hai hướng này trước. Xoay bắn đá rồi. Lã bọn dìu của nó rồi. Chủ lực là dìu. Hai đội dìu rồi. Khả năng cao nó sẽ tấn công vào đây.
cần đá lính chung của nó, cứ dìu lên đã. Chết bớt bọn xỉu kia. Nó có kỵ binh, chúng ta không vội vàng. Nó chưa áp sát mà được rồi. Từ từ. Lã đây ngay. Ủa, bộ này chắc không chắc lâu. Ăn đi. Không sợ. Cố lên, ăn được hết rồi. Rồi, ra đây. Cố gắng đi. Tuệ đó. Đi diệt bọn tầm xa mà trước ạ. Xong dạo nè. Ủa nhanh, xử lý ngay mấy thằng tầm xả đó. Chạy sớm thế. Đó cái thằng này. Điên à. Chạy ra ngoài, chạy chạy vào trong. Thua mày. The men are broken and running for their lives. Đội dìu đây, chịu quá, chịu không được nhiệt nữa rồi. Rồi, lại đây đã. Bình tĩnh nào. Sợ gì chúng nó ăn đi chứ. Chúng nó bỏ chạy nữa. Rút ra. Nó đang chạy hướng kia rồi, cố lên. Tuyệt vời. Không tiếp viện vào nó kìa. Ái giả ôi, đông thế. Để xem. Mình ra mã có vẻ không chịu lắm nè. Thôi, bắt đầu chạy ra đây. Đâu rồi? Rồi, ăn luôn nó luôn. Rồi, chỗ này cứ để mấy thằng không thủ quá. Bắn cái thằng dìu nó đây. Được rồi. Ôi, mấy thanh niên này khỏe ghê nhỉ. Một mình anh cân cả đám luôn này. Rồi, ra
vào đây, xốc cả đám này luôn. Đừng chạy vội em ơi. Vào đây. Quân của nó bên trong chạy hết rồi. Cố lên anh em, không phải sợ. Đừng xoắn vội. Mấy anh Lê Dương La Mã có vẻ không ổn lắm nhỉ. À, chạy à con? Mày chạy hết rồi hả? Rồi, ui, mấy anh lính gậy ra này tuyệt vời đấy. Đứa đâu? Lên đây, nghỉ lạo tinh thần một xí. Tuyệt vời, một trận đánh tuyệt vời. Dăm ba cái thằng lính. Dăm ba cái thằng lính speed này đòi ăn được cái lính gì mà. Đồ đồ cái tên này. Ra đây. Hay rồi. Dù tuyệt vời thế. Chiến tranh những người cuối cùng, đánh đến người cuối cùng nhá. Nó không ăn. Đây, thằng này khỏe. Cả bốn đội của nó vẫn còn nguyên. Đây, chịu đòn rất tốt luôn. Vào đây. Ăn mấy con kiếm này. Úi dồi. Mấy anh Lê Dương La Mã này có vẻ hơi củi mía. Mấy anh Lê Dương La Mã này có vẻ hơi củi. Rồi. Không để cho nó xui vào trong tháp của chúng ta nữa. Đây. Tiến ra đây. Tiếp tục ra đây thôi. Vai. Deadly missiles ready. Bắn chết mấy con ngựa đây, đúng không? Nó thích lùa, nó thích lùa, nó thích lùa. Và cho công thủ bắn để trợ. Vào đây, sốc luôn. Sốc nó luôn. Gotcha. Đội ngựa của nó đang bị lính cục tên mình phơ. Rồi. Gì đó, chặt chém luôn. Trận này tuyệt vời quá. Phải đánh trận này nó mới sướng. Hết tên nó. Cốc nó tiếp cho anh. Úi dồi. Đừng chạy chứ. À, cứ tộc giáp vào nick à? Bộ binh cận chiến. À, thả nào nó mạnh thế. Rồi, nó chạy gần hết rồi. Rút về đây anh em. Đừng ra ngoài, tướng đâu rồi, chạy vào trong đi chứ. Kinh nhỉ? Lùa. Nó hết quân rồi. Nó chỉ còn mỗi mấy thằng lính thôi. Mấy thằng quẩy đá này không? Không đúng thì chúng ta đã tập hợp. Cũng tên rồi. Xong ra ngoài. Cận chiến luôn. Rồi. Mà
mày định ăn ngựa anh á. Quay nó bạn. Bắt luôn con ngựa đó. Mày à, mày ăn được anh à. Ô, trận này tuyệt vời thế. Cố gắng cho con ngựa này chạy thoát đi. Rồi bọn bộ binh này nó đến rồi. Chém luôn. Ở đứng mấy con ngựa này chứ gì chạy. Tưởng cái đứng đây đã. À đây rồi. Lùa tiếp cho anh nhanh. Mất kìa. Tưởng rồi. Ra đây ủy đạo tinh thần. Diệt cái đội ngựa này cho anh. Rồi nó chạy hết rồi. Kết thúc trận thắng. Một trận thắng Friedrich. Dù quân nó đông gấp đôi mình, căn bản mình chết nhiều vào cái đội dìu của nó quá. Mình mà nó mà không có nhiều lính dìu thì mình không sợ lắm. À, mất có duy nhất một đội dìu, chọn 27% hồi quân, ôi giời, quá ngọt. Hết lượt này mình lại tuyển được thêm một thằng lính của thằng chi hầu, lại đẹp trai ngay, có gì đâu. Mình nghèo quá chưa có tiền để mua nhiều quân. Địch đã chết trong trận chiến. Đâu rồi? Thêm một đội giáo binh nữa. Tuyệt vời ông mặt trời. Mày há bưởi. Cái này nó tăng giảm giáp xuống ghê lắm. Rồi. Tăng xả quyệt. Tăng thêm đạn dược và lương thực. Mình cần thực ấy. Mày quá hồi quân nhanh. Bởi vì là mình đang đứng trên đất của chư hầu. Mày há bưởi. Dám đánh anh này. Xong. Hồi quân tiếp. Tuyệt vời ông mặt trời. Các bạn mình đang đứng trên đất của thằng đệ nên là mình hồi quân. Lại tuyển được thêm đội lính giáo nữa. Ngon. Ồ, đây rồi, chúng ta sẽ nâng cấp cái công trình này lên tiếp nữa này. Có thể là mình sẽ phải tuyển thêm một tướng nữa ở chỗ này. Thái tử à? Thái tử là một tướng cận chiến à? Tốt. Được, cho thằng cái thái tử một quân đoàn ạ. Dù sao thì thái tử cũng cần phải có rank thì mới có thể. Đây, cho mấy thằng cung thủ nữa. Mua mấy thằng cung thủ vậy. Trận sau mình liệu có thể công vào thành nó chưa nhỉ? Chưa được. Lực lượng này hơi mỏng. Ít nhất thì phải có thêm quân đoàn này. Nào, xem tình hình. Hay là tạm thời hòa bình với nó nhỉ? Nó không chịu chứ. Chảnh vãi. I welcome you on behalf of the people and give ear. Thằng sắc sông này. Greetings. Speak. Điểm ngoại giao đang lên thì cũng không ngại lắm. Quá lượt. Xỉ. Mấy anh Lê Dương La Mã này nhát chết lắm, đánh lúc đã bỏ chạy.
chỉ được một cái đội hình Testudo thôi. Nói thế cái đội hình Testudo lúc nãy mình không ăn được bởi vì là lý do là một trong những lý do mình không ăn được lúc nãy bởi vì nó quá nhiều lính dìu, mình thì lại không có lính dìu. Mùa vác nhiều dìu thế. Mình lại vẫn bây giờ không có nhiều đến dìu lắm. À, có lẽ là tạm thời rút quân về nước thôi. Không nô đấy. Ôi chết rồi. Ôi nô. Mình sẽ cần rất nhiều cái đội lính này. Bọn này nó phòng thủ cực kỳ rắn luôn. Thằng sắc sông nó đang chiếm tỉnh này à? Ôi La Mã ơi là La Mã, La Mã tàn rồi. Nhưng mà bây giờ chưa vội ra tiến ra đất của La Mã đâu. Mình về nước của mình đã. Mình có 4 cái đội Testudo thì có lẽ mình sẽ không dùng đến lính cung này nữa. Tại sao? Thì bởi vì là có đội Testudo này mình sẽ phòng thủ từ khiên được chống cung tên của chúng nó. Thu hút lính bắn tên của nó đã. Hết tên bắt đầu mình cho quân vào. Testudo nó rất mạnh đấy. Mày đùa đó. Chúng ta sẽ rút quân về nước để tuyển đội chiến binh cô đơn. Kinh tế của mình cũng không mạnh lắm. Cái gì đấy? Liên minh phòng thủ. Cái này là chiến tranh với Hungro à? Đừng. Anh chưa thích chiến tranh với Hungro. Ngay trong cả. Đúng rồi, chúng ta sẽ bỏ dần cái đội lính cung này đi, thay bằng các đội lính La Mã này. Mình sẽ san sẻ cho các quân đoàn khác. Mỗi một đơn vị có lẽ mình sẽ chỉ dùng đến 4 đội thôi. Thực ra mình cũng không thích lính Spy lắm, mà mình thích cái lính Set up a watch. Rồi, đốt thằng này lên. Bây giờ chúng ta sẽ quân đoàn này thì có lẽ phòng thủ đây là êm rồi. Đây, chúng ta sẽ có đội chiến binh cô đơn. Khi nâng cấp công trình này lên, các bạn sẽ tuyển được chiến binh cô đơn. Đó là trong chiến binh mạnh nhất của chúng ta. Đấy. Có thể mình sẽ thay cho cái đội này, nhưng mà chưa biết đã. Về đã. Đây, phòng thủ đi. My salutations and the good wishes of our people to you and yours. Sao mình có đứa con gái, khả năng có con hoang của người chồng. Ảnh hưởng cá nhân mỗi người. Sao lại có đứa con gái xấu thế này? For my people's part, welcome. For my quân đi khai Tây La Mã. We will gladly listen to your offers. Quân đi khai Tây La Mã.
bắt được cái vùng này thì cũng ổn đấy chứ. Thằng đệ này của mình đang chiến tranh với quân La Mã rồi. Tranh thủ đang có hòa bình thì hồi quân đã. Đấy là cái trận vừa rồi chúng ta được chỉ huy bởi tướng huyền thoại nên là cái thẩm quyền nó rất cao, nó bút sĩ khí cho binh sĩ rất lớn đấy, chúng ta quân của chúng ta mới đánh được như vậy đấy. Còn nếu là tướng khác thì chưa chắc là ăn được như vậy đâu. Các bạn có thể nhìn thấy là rõ ràng là cái chỉ số của tướng của chúng ta rất là thấp. Suy Bi đã bị tiêu diệt. Làm trung thành cái bộ lạc. Mấy cái trò này có vẻ tìm vợ cho thái tử phát đấy nhỉ. We have need of talk, I'm sure. Có phe nào? Come, come, let me hit. Có phe nào? I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of meat, not honey. In the name of the state, welcome. Speak as. Tìm vợ. Speak. Do not waste time. Better spend. Xảo quyệt của người chồng cộng 2 này đây. Em này thì quá tuyệt vời luôn này. Mất tội là mình không lấy được. Welcome, worthy friend. Welcome, worthy friend. Let us. Bọn này không có quân đi sai La Mã. Speak quickly, but do not expect the good wine. Well met, friend. Sit and let your words move me to anger or agreement. The Lord will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Ủa, em này xinh nhất này. Cho nó tí tiền sao nhỉ? Hai ngàn chắc nó chịu. Đi hỏi vợ 2000 nó vẫn chưa chịu. Welcome, but expect scat. Thêm càng. Ready for battle. For the tribe. Ready for orders. Thirsty for battle. Ready for orders. For the tribe. Call this a garrison? Warriors all! Get moving! Ready for orders! Warriors all! Có đội hình Testudo. Nhưng mà cái bọn này, đây là tướng của mình còn được sao nào? Đúng rồi. Cộng 14 điểm sĩ khí cho binh sĩ cơ mà. Phát thương cận chiến cho kỵ binh thì nghe có vẻ không cần thiết lắm. Đúng rồi, chiếm lại tỉnh này đi. Mấy thằng người Anh này tiến nhanh nhỉ. Nó lại không ưa mình. My salutations and the good wishes of our people to you and yours. Of what would you? Có lẽ bây giờ thì mình có thể chiến tranh với La Mã được rồi, bởi vì lãnh thổ của La Mã ở rất xa mình rồi. Và lấy lòng thằng đệ mình đã. We are, as always, a welcoming host to you. I await your words with an appetite for truth. Cố gắng giả, ôi dồi ôi, giả cho không nó còn không đắt này. Rồi, cái điểm ngoại giao của mình lên ầm ầm. Mình tuyên chiến với La Mã thì khả năng điểm ngoại giao cũng tăng với cả mấy thằng này nữa.
mấy thằng này nó cũng sẽ thân mình hơn bởi vì tuyến tranh với La Mã. Thằng hung nô rồi. Do not waste words. My people are worthy of better. Chiến chống lại Đông La Mã. Thằng này nó chiến tranh chống lại Đông La Mã này. Đông La Mã thì mình có đến mùa mít mình cũng chả đánh nhau được, nên là chả sợ. Rồi gọi là khiêu chiến thì đấy, lấy điểm mấy thằng hung nô này. Rồi tăng điểm ngoại giao hung nô bây giờ. Giờ này mà đánh nhau hung nô chúng ta vỡ mồm luôn. Ready for battle. On the move, lads. Warriors all. Bỏ bốn đội kia đi, hàng bốn đội dìu vẫn thiếu. Ready for orders. Death in battle. There is no finer ending. Thủ thành thì vẫn cần có cung, đi công thì không cần nữa rồi. Chúng ta có testudo chúng ta sẽ không cần cung nữa. Thằng đệ của mình nó có chiếm được cái thành kia không nhỉ? Phanh quyết định đưa quân xuống đất của mình nhỉ? Sắc sông thế. Hơi khó ăn được anh đấy em ạ. Tinh thần cao. Cộng 5 sĩ khí cho tất cả các lực lượng. Tuyệt. Ready for battle. Bọn này đi. Chặn sát thương tầm xa trung bình. Rất kép sát thương xuyên giáp. Có một đội dìu. Warriors all. Thirsty for battle. Bọn này chết à? Nó mà vây phát là quay đánh nó luôn. Đang chờ cái công trình này lên á. Tích tiền á. Nâng cấp cái gánh dân sự này trước này. Là quân sự trước á. Quý tuyển dụng cho bộ binh cận chiến tiếp này. Quý tuyển dụng thì không cần, quý duy trì cơ. Tuyển dụng thì mất đắt tí thôi, không quan trọng. Mấy thằng dìu thì thủ thành là tốt rồi. Chứ còn chiến binh Kodan thì chúng ta mới cần đi đánh nhau, mới cần chiến binh Kodan chứ. Chứ thủ thành mà vác Kodan đi thì để Kodan thì up keep nó cao lắm, nuôi không nổi. Lấy vợ à? Ủa rồi lấy cái con xấu này lấy làm gì? Đó, chúng ta sẽ chờ có quân để chúng ta mua quân mới. Ready for battle. Warriors all. Bọn này máu hơi cùi. Tích tí tiền nữa nhỉ. Ây da ơi. Mình chiến tranh với La Mã phát bọn này nó thân với mình, thân thiện hơn này. Nó có 3 thành. Tích chân này. Ấy à, ông đệ mình thân thế. In our good name, be welcome and...
cho không, con này nó còn không thèm, sợ thật, xấu quá. Hail, as requested, I give ear to your just and undoubtedly noble request. Chi cho nó tí tiền đấy. Trời ơi, ông đệ mình ơi. Cá chê vãi chưởng. Đang cải tiến này. Sắc sông. You honor us. They... Van Dan. What? Khu vực của La Mã này bị đốt phá tan hoang thế này rồi à? For the tribe. Tích tiền mãi mà không đủ tiền để tiêu. Kế hoạch của mình là sẽ tấn công vào cái thành của thằng Sắc Sông và thằng Phanh để mình có đường đi ra biển. Sau đó thì có thể mình sẽ lựa tình hình để tấn công lên phương Bắc. Vùng phương Bắc lạnh lẽo. Rồi, cái thông báo này thì các bạn đã xem nhiều rồi. Attila chính thức được sinh ra. Và chương 1, họ đã sẵn sàng chiến tranh, chúng ta đã trôi qua và hoàn thành. Attila được sinh ra trong bóng tối và tuyệt vọng, sống sót đến năm 420. Ám sát một nhân vật. Mình đâu có thầy tu ấy đâu mà ám sát được. Mình đâu có cái lớp hỗ trợ nào đâu để mà ám sát. Ready for battle. Thirsty for battle. Warriors all. Ready for battle. Warriors all. Is that all? Chờ chút nữa chúng ta sẽ có chiến binh Vodan. 5 vệ sinh. Tăng cái này lên để có thêm sàng này. Mỏ kim cương đấy. Welcome and let us be honored by you. Họ vẫn chưa chịu giao thương với mình, đau. Cho nó 500 cho nó chịu. Ôi giời ơi. Nó không tấn công. Bọn này nó thích cướp bóc không tấn công. Hai cái thành này chiếm đi. Thành của La Mã này. Ô thằng này nó chiếm hết khu bên dưới này rồi kìa. Hổ báo. Ready for orders. Kệ bọn cho nó tiến bên dưới đấy. Chúng nó ở bên dưới đấy thì nhanh gặp hung nô thôi. Chả để giải quyết gì. Bơi thuyền à. Bơi thuyền đi đâu. Chiếm cái thành trì của nó đó. Mình sẽ có cái cảng biển. Vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ thằng Hung Nô nó bắt đầu tấn công sang rồi. We request that you join this war. Chiến tranh với bọn anh honor demands. If not honor, then self-interest should move. Mình cần đề nghị một cái hiệp ước giao thương. Can you not find the courage to join the war? Nó rất khoát không chịu giao thương mình. The monsters we... Đây rồi. Ready for battle. On the move, lads.
Đây. Chiến binh Kodan. Rồi bọn này đáp. Đây nó mới chỉ là chiến binh đấy. Sau này chúng ta có thể nâng lên chiến binh Kodan tuyển chọn, nó còn mạnh nữa. Bọn này thì sức khỏe nó cũng ngang với bọn này, nhưng mà nó chém tốt hơn nhiều, kém chặn sát thương tầm xa. Thirsty for battle. For the tribe. Hết tiền rồi, nghèo lắm. Bây giờ hai thanh niên này đang bị hung nô nó tiêu diệt rồi. Đó, mấy thằng này nó đồng minh với mấy thằng hung nô luôn. Thằng này thì chiến tranh này. Thằng này thì lại còn thân thiện với mấy thằng dợ, mấy thằng hung nô. Thằng này nó còn chiếm được 4 thành xuống tận dưới này. Quân đi khai là mã. Ready for battle. Chiến binh Kodan. Warriors all. Ready for orders. Thirsty for battle. Chạy à? Chạy đi đâu? My people can only dream. Không, tớ chưa sẵn sàng cho các cậu triển khai quân trên lãnh thổ của tớ đâu. Warriors all. Thời hạn làm việc đã hết. Con này xấu quá. Cho lấy chồng, chả thằng nào nó thèm lấy luôn. Lòng trung thành của nó đang giảm. Có 3 này. Thống đốc mà trung thành giảm. Người nghe nó cũng phải buồn nhỉ. Ready for orders. Let them cower before us. Ready for battle. Ready for orders. Cho về đây giữ thành ấy. Thirsty for battle. Kinh tế của mình bây giờ không ổn lắm. Mình không có nhiều tiền. Chiếm được thêm thành thì mình có thêm tiền được. Còn nếu không thì Welcome, my friend. Thống đốc. Cái trung thành của thằng thống đốc thấp thì mình cũng không sợ lắm, bởi vì là về căn bản thì thống đốc nó cũng không cầm quân được. À nhưng mà mình thay bằng nhà vua đi nhỉ. Nhà vua của mình cũng toàn trai hỗ trợ về vợ, tăng một xảo quyệt của người chồng được, cán cân sức mạnh thay đổi. Rồi ở cái mức này là đẹp mà. Có cái đứa con gái mà cho không còn không đắt này.
warriors all. None will escape. Oh, thằng Phanh này nó bỏ nhà đi đi đời rồi. That path is blocked. We take this settlement. Phanh này nó bỏ nhà đi đi đời rồi. Tướng này là tướng huyền thoại, không sợ. Nó đây này, nó vẫn còn quân đây. Rồi. Cái vùng này thì chắc không cần đâu. Phát triển kinh tế đi. Ready for battle. Cắm trại đã. Thời tiết đang xấu. Quân đoàn này cấp một cấp nữa thì lên được cái này thì ngon. Kinh nghiệm quân đoàn lên cấp nữa đẹp. Warriors all. Có tiền. Ừ, mình có cái cảng biển rồi, chơi được với rất nhiều thằng đấy. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Đòi nó tí tiền xem nhỉ. 300 nó vẫn chịu. 1000 đi xem nào. Ôi giời, vẫn chịu. 2000. Ôi giời. À, mình trả tiền cho nó thì nó trả chị 1000 thôi. Có phải là ấy ngọt. À, chiến tranh với thằng này. Bắc Âu được kiểm soát bởi hai thằng này rồi. Vậy thì khu phía bắc này ổn rồi. For the tribe. Warriors all. Một thống đốc có thể chỉ định cho nhà vua làm thống đốc ở đây. Cố gắng đàm phán hòa bình với thằng Phanh lắm nhỉ. Dù sao thì mình cũng không muốn chiến tranh với nó. À tốt, có một cái hiệp ước hòa bình. To their enemies. Only the weak seek the death of all. Rồi. Bắt nó chi cho mình ít tiền xem nào. Hay rồi. Tốt rồi. Đang đau đầu làm sao để tiến được xuống phía dưới đây. Quân đi khai. Đây là mã. Phá. Ready for battle. Xem thằng sắc sông nó có được bao nhiêu thành. 4 thành. Nó ở đâu nhỉ? Thằng này chiếm nhiều đất quá. 4, 1, 2, 3, 4 tỷ. Ready for orders. Get moving. Starting out. Thành nhà nó không có quân này. Ăn luôn. Xem thôi. Bây giờ là phải chơi móc lốp.
speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. Không chịu rồi. Nhưng mà hình như thằng sát sông này nó không đồng minh với ai. Được. Thằng đệ của mình thì có hai vùng. Thằng này phanh. Mình rất cần các cái vùng này. Xin lỗi sắc sông nhá. Anh rất cần cái thành này. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Thử xem cái đội hình Testudo khi công thành nó thế nào nhỉ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.